Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng My Game đây. Đối với video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn bản phi tát FIFA V20 phiên bản mới nhất nha. Và đây là bản nhẹ V5. Khi các bạn kết hợp với bản phi tát này với pha tăng tốc mà mình có để trong video ngày hôm nay thì nó sẽ giúp bạn vào trận rất là nhanh luôn, như là ổn định FPS này, giảm lag rất là tốt cho máy yếu nha. Thì ok, trước khi vào video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với intro. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua về Philat một xíu nha bạn ơi. Thì Philat nhẹ là bản Philat sẽ xóa đi một ít đồ trong game nha. Nó rất ít thôi nên các bạn yên tâm là các bạn vẫn còn rất là nhiều lựa chọn để bạn có thể mặc lên người. Thì bạn sau khi các bạn cài đặt Philat này xong á, các bạn vào tủ đồ xong bạn tải đúng cái gói mở rộng của cái quần, cái áo và cái bộ đồ của bạn đang mặc vậy thôi. Rồi xong bạn vào game để chơi nha. Như video mình test ở phần cuối video này, các bạn nhớ là làm theo nha. Vào tủ đồ xong rồi tải đúng cái độ các bạn đang mặc thôi, xong bạn vào game để chơi để giúp bạn giảm lag rất là tốt đối với bản nhẹ này luôn nha. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình phần này. Rồi ok, tiếp theo sẽ là có pha tăng tốc giúp bạn vào trận nhanh này. Sau banner quảng cáo và nền sắp full hiệu ứng bo, hiệu ứng glass, rồi giảm văn game và đứng hình, tối ưu ổn định FPS, sau một số âm thanh cũng như là hỗ trợ giọng nói rất là tốt cho máy yếu. Thì đó là sơ qua về bản Philat này. Thì để có thể tải bản này về á, các bạn sẽ kéo phần mô tả video giúp mình có để cái đường link dẫn đến trang web này đó, xong các bạn bấm vào nó hiện trang web này ra, xong bạn kéo đến phần tải về đây và bấm vào nút tải về đây giúp mình nha. Ok, sau khi bạn bấm vào tải về rồi nó sẽ hiện thêm trang mới như thế này để bạn có thể tiến hành lấy link download nha. Thì tại đây nè, các bạn sẽ thấy có phần chạy dây này, bạn thấy không, và các bạn phải đợi phần này chạy không dây thì bạn mới lấy link download nha. Còn nếu bạn muốn tải nhanh á, các bạn bấm vào tải nhanh đây giúp mình thì nó sẽ mở thêm một trang mới như thế này. Và dĩ nhiên rồi, các bạn có thể ủng hộ cho mình bằng cách click cho mình một cái quảng cáo trang này, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Xong á thì bạn quay trở lại trang rồi bạn bấm vào tải nhanh này, nó sẽ chạy không dây cho bạn rất nhanh, thấy chưa. Thì sau khi nó chạy không dây rồi nó sẽ hiện giống như những cái chữ tải về dưới này, chúng ta hay download Philat về rồi thì đây sẽ có bản Philat cho bạn này. Ở đây có thêm cho bạn một cái ứng dụng hỗ trợ giảm lag Free Fire của My Game Studio, nó sẽ giúp bạn giảm lag tốt hơn, giảm văn game và đứng hình hiệu quả hơn khi bạn kết hợp kèm với Philat nha. Các bạn nhớ tải ứng dụng này về và sử dụng kèm với Philat nha. Các bạn bấm vào tải về đây nè, nó sẽ mở sáng lại lên để bạn hãy đó ứng dụng này về. Còn đây sẽ là file tăng tốc OB20 cho bạn này. Nhớ là nếu như bạn muốn vào trận nhanh á thì bạn sử dụng kèm với file tăng tốc này, nó sẽ giúp bạn vào trận nhanh hơn rất là nhiều. Các bạn bấm vào tải về này, nó sẽ mở cái modifier ra để bạn hãy đó file tăng tốc về mình có sẵn trong máy rồi. Một hồi mình sẽ hướng dẫn sau nha. Rồi bây giờ mình sẽ tải bản Philat nha. Ok, bấm vào tải về này. Sau khi bạn đã bấm vào tải về rồi nó sẽ hiện Medify ra và tại đây bạn chọn cho mình cái ô xanh xanh này để download Philat thôi. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi nó tải Philat về máy nha bạn ơi. Ok, sau khi download xong thì bạn có thể thoát luôn trình duyệt này ra. Rồi bây giờ sẽ đến với bước cài đặt Philat vào máy nè. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm là Jasper để giải nén nha, hoặc là bạn hãy sử dụng bất cứ phần mềm nào bạn muốn xài. Còn phần mềm này á, các bạn download trên Sparklight, có thể các bạn tải thao tác giống mình cho nó dễ nha. Còn đây là FIFA Booster, hồi nãy mình có nói link mình có để trong bài viết cũng như là mô tả video, là bạn hãy lên trực tiếp sẽ lại gọi đúng từ khóa FIFA Booster cũng ra ứng dụng này. Nhớ là mỗi lần trước khi chơi bạn mở lên để cho nó chạy xong, nó sẽ tới game rồi nó mới mở game cho bạn sau nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở Jaceaver lên này. Ok, sau các bạn đã mở được Jaceaver lên rồi, nó sẽ hiện như thế này. Các bạn chọn cho mình cái dòng cái thư mục là Android nha. Các bạn lưu ý là vào đúng cái đường dẫn giúp mình nha, vào Android nè. Xong bạn vào cho mình thư mục data. Ok, tại đây bạn kéo dưới bạn sẽ thấy một cái thư mục là com.data.fifa hiện ra nè. Thì cái thư mục này á là cái file gốc và Philat cũ mà cài đặt vào máy nha, bạn tiến hành xóa đi cho mình, nhấn giữ rồi đó. Ok, xong nó hiện như thế này, bạn chọn cho mình dòng xóa dưới này nha. Rồi bấm ok. Thì sau các bạn đã xóa xong á, các bạn sẽ quay trở lại bộ thiết bị cho mình bằng cách là bạn bấm như này nè. Đó, nó sẽ sổ xuống như thế này, xong bạn chọn cho mình dòng bộ thiết bị nha. Ok, kéo dưới xíu bạn sẽ thấy một cái thư mục là thư mục download này. Rồi bạn vào thư mục này. Và các bạn sẽ tìm đến cho mình bản Philat nhẹ V5, các bạn vừa download về nha. Đây Philat nhẹ V5 OB20 nè. Đó thấy chưa, bạn tiến hành giải nén ra cho mình bằng cách là bạn bấm vào nó. Lưu ý á, lần này các bạn chỉ cần bấm một lần không giữ vào màn hình nha, nó mới hiện như thế này. Xong bạn chọn cho mình dòng giải nén vào tên lưu trữ này. Ok, xong các bạn sẽ tìm tiếp cho mình cái file tăng tốc OB20 nha. Đây tăng tốc OB20 để bạn giải nén tiếp ra cho mình. Rồi sau khi bạn giải nén xong á, các bạn sẽ lên đây, các bạn thấy một cái thư mục là Philat V5 này thấy không. Các bạn sẽ bấm vào thư mục này và các thư mục con trong link cho mình là cơm chấm đề tết trong file này. Đây các thư mục này nha, nhấn giữ vào nó. Ok, xong bạn chọn cột cắt. Rồi các bạn đã cắt xong được cái thư mục này rồi á, các bạn sẽ quay trở lại bộ thiết bị cho mình, tương tự bấm trên này thì nó sẽ sổ xuống, xong bạn chọn cho mình tiếp vào bộ thiết bị nha. Ok, xong bạn vào đúng cái đường dẫn này bạn đã xóa file này, vào Android, xong bạn vào tiếp data cho mình. Rồi tại đây các bạn tiến hành dán Philat vô, ở đây sẽ có hai nút cho bạn, nút trên này và nút dưới này, bấm để dán nha. Rồi như vậy bạn đã cài đặt Philat thành công. Còn đối với file tăng tốc á thì bạn cũng quay trở lại thư mục download hồi nãy giúp mình, các bạn giải nén ra rồi đúng không, các bạn sẽ vào đúng cái thư mục là tăng tốc OB20, xong bạn cũng cắt cơm chúng tới FIFA, xong bạn quay trở lại với data này, bạn dán vô là xong. Hiểu ok, đó là video mà mình chia sẻ nhanh cho bạn bản Philat này. Nếu bạn thấy bản Philat này hiệu quả, video của mình có cho bạn hãy cho mình xin một like và ký kênh, cảm ơn bạn rất nhiều.
Còn bây giờ mời các bạn đến test của Fitlat này nha. Thì các bạn lưu ý giúp mình, xài Fitlat thì nó luôn có một cái tỷ lệ rủi ro nhất định. Còn nếu bạn muốn an toàn nhất cho nó các bạn á, thì bạn cứ sử dụng Free Fire Booster mà chơi thôi. Các bạn không cần phải cài Fitlat thì nó sẽ giúp bạn có thể an toàn với nick của bạn 100% hơn. Hiểu ok. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye, nhớ like kiếm hộ mình nha. Thank you.
Thank you.